là có thật nhưng mà đó là bố mẹ. Một cổng bị bít, tám cổng thì bị một cổng bị, cái cổng mà Chúa đi vào ấy, thì người ta không cho ai đi theo cái cổng nữa, nên bây giờ chỉ còn 7 cổng. Sono contento con il serpente. Thứ sáu thì gặp Veronica, bà Veronica gọi là Veronica ngày xưa hay còn
xoa đó, bút mặt vô cả một thì ra đó, bây giờ người ta mới biết cái mặt Chúa Giêsu như thế nào. Thứ bảy này bắt đầu Chúa Giêsu vẽ xuống lần thứ hai. Thứ tám này á, thứ tám này đi vào trong sông đi ngược ra lại, cái này là gặp những người dân và gặp cái này là của mình thôi, nhưng mà sai nhất là thứ tám là bắt đầu gặp này, thứ chín là bắt đầu tại sông lần thứ ba. Phải vác một cái hộp đường rất là to trên lưng của nó đi, vừa đi vừa vác như vậy. Cái toàn bộ khu này từ số 8 từ toàn bộ khu này sau đó đổ vào tất cả mọi thứ vào trong này, và trong đó tới bắt đầu cởi áo ra, đặt nằm cái hộp đường trong lưng, dừng lên chết chết thành cái xuống xuống dầu lên một toàn. Đây là một bức ảnh của ngài, thì đây là người đầu tiên, đây là cái nơi quan án. This is a physical husband. Mà té thì nó bẹp người. Falling down second. Second time, exactly. Falling down second. Now, just keep the way open, please. There's no way. Okay, this way. Bây giờ 12 rưỡi rồi.
Thank you.